Rồi, bây giờ bắt đầu chiến tiếp em nhé. Bây giờ mới là cái phần hay và cầu và chuẩn bị qua các câu vận dụng. Rồi, đừng bỏ lỡ những cái câu còn lại trong cái bài giảng của ngày hôm nay nhé. Chúng ta qua tiếp câu số 17. Cái câu số 16 điều chỉnh lại giúp thầy cái đáp án và đề nó bị lỗi. Rồi, câu số 16 nhé. Chúng ta qua tiếp câu số 17. Vậy là chúng ta đã qua tới cái dạng số 4. Nãy giờ đã qua được mấy dạng rồi nè. Dạng 1 là những cái tính chất cơ bản, dạng 2 là đổi biến, dạng 3 là thường phần. Và dạng thứ tư đó là cái kỹ thuật lấy tích phân hay vế. Đây là một cái kỹ thuật mà có lẽ cần cái độ khéo léo và cái sự luyện tập nhiều của các em nha. Tất nhiên là chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn cho một cái bài toán, cho cái nhiều sự lựa chọn cho cách giải cho một cái bài toán. Ví dụ câu số 17 thì các em có thể tìm ra cái hàm số, tìm ra cái hàm số xong rồi em giải. Ví dụ như câu này mình có thể là gì đây, để tính tích phân này thì có thể là cách 1 sẽ cố đi tìm cái anh fx chỉ dùng khi nào bí thôi, hoặc là chỉ khi nào, nói chung là chúng ta không khi nào thấy tích phân được thì chúng ta hãy lựa chọn cái cách này. Cách thứ hai là chúng ta lấy tích phân, thì vì cách thứ hai nó đẹp hơn, cách thứ hai nó đẹp hơn cách kia. Cách kia thì cũng được nhưng mà nó cần cái sự tính toán nhiều hơn tí xíu. Em để ý chỗ này tích phân đi từ 1 cho đến 2. Ở đây đề bài cho fx nha, để viết cái tờ giấy này cho nó rộng rộng cho dễ nhìn nè. Tích phân đi từ 1 cho đến 2 đúng không? Thì từ cái chỗ là fx cộng cho 1 bằng là x bình phương cộng x cộng 2. Thì cách 1 là các em sẽ cho cái anh fx, các em đặt cái anh fx này nè là bằng a x bình phương cộng b x cộng c. Tại vì các quan sát cái vế bên trái là bậc 2 mà trong này là bậc 1. Trong này f của x cộng 1 là bậc 1 thì do đó là fx nó sẽ có dạng là bậc 2. Rồi sau đó các em đồng nhất, sử dụng phương pháp đồng nhất. Đồng nhất hệ số. Các em sử dụng phương pháp đồng nhất hệ số thì sẽ tìm ra được fx và xem như xong nhé. Cách thứ hai chính xác rồi đó Huy. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nhắn cho nó một cái tích phân để ra được cái tích phân đi từ 0 cho đến là từ 1 đến 2. Thì chỗ này các em nè, đây thầy tạm gọi là cái kỹ thuật lấy tích phân hay vế, lấy tích phân đi từ 0 đến 1 hay vế, từ 0 đến 1 hay vế đấy nha. Cách thứ hai là các em sẽ lấy tích phân đi từ 0 đến 1 hay vế, thì lúc đó là cái vế trái của các em lúc này nó sẽ ra là tích phân đi từ 0 đến 1 của f x dx, và chỉ việc là bấm máy tính của vế phải là tích phân đi từ 0 đến 1 là x bình phương cộng x cộng 2 dx. Các em bấm máy tính giúp thầy nhé, là 35 phần 6. Rồi cảm ơn Trung Lương nhé. Câu E. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua cái câu số 18. Câu số 18 cái câu này thì nó sẽ có cái công thức tổng quát luôn, và thầy sẽ dành một cái video để trong cái khóa học của mình nhé. Thì cái công thức tổng quát đó thầy sẽ để trong cái đăng cái bài giảng trong cái khóa học. Còn trong cái buổi trực tiếp này thì thầy cho mình xơi thôi, đụng câu nào xơi câu đó luôn cho nó nhanh. Cái câu này á, tích phân đi từ 0 đến 1 á, cái dạng này rất là đơn giản à. Có thấy cái đề không? Đây, cái đề này nhá. Đây thì cái câu này các em chỉ việc là 19 nè, các em chỉ việc lấy tích phân đi từ 0 đến 1 hai vế mà thôi. Là fx cộng cho hai lần f của 18 chứ. Tích phân đi từ 0 đến 1, 1 trừ x để dx bằng tích phân từ 0 đến 1 của 3x bình phương cộng cho 2 dx. Được chưa? Rồi, vế bên trái thì các em sẽ tách ra thành hai tích phân từ 0 đến 1 của fx dx cộng với hai lần tích phân đi từ 0 đến 1 của f của 1 trừ x dx. Bên đây thì các em bấm máy tính nó sẽ ra kết quả nhé. Phía bên phải là ra một con số này, bấm máy tính thì đừng có giải tay gì, không cần thiết phải giải tay đối với cái bài toán này nha. Ở đây thì các em sẽ chứng minh được cái tích phân đi từ 0 đến 1 này nó bằng với của f của 1 trừ x này, nó bằng với anh phía trước này nhé. Tích phân đi từ 0 đến 1 của f của 1 trừ x dx ấy, thì bằng cái cách là các em đặt t bằng là 1 trừ x đi, làm từ từ chứ còn lúc sau quen thì biết luôn kết quả rồi ha. Em sẽ được là t dt nó sẽ bằng là trừ dx, và đổi cận thì nó sẽ ra anh này, nó sẽ quay trở về.
tích phân đi từ mấy? 0 là đi từ 1 đến 0. Trừ của ft dt, tức là nó sẽ ra tích phân đi từ 0 đến 1 của fx dx. Hay là một cách tổng quát thì chúng ta nhớ luôn kết quả bằng 1, nghe nhanh thế. Tổng quát luôn thì các em nhớ là tích phân đi từ 0 cho đến a f của là x dx nó bằng là tích phân đi từ 0 đến a f của a trừ x dx. Đây, nhớ vậy luôn ha. Em thấy dễ dàng chứng minh công thức này cũng được. Thế tự các em nên, thầy nghĩ là không nên nhớ, nên tự chứng minh xong hãy nhớ nha. Chứng minh đi. Chứng minh coi nó đúng không mà hãy nhớ, nhiều khi chưa nó nhầm thì mình phải điều chỉnh lại. Thế là tức là lúc này á, tóm lại qua cái chỗ này chúng ta phải biết được là gì? Tích phân đi từ 0 đến 1 fx dx á, nó sẽ bằng với tích phân đi từ 0 đến 1 của f của 1 trừ x dx. Điều này có nghĩa là khi các em lấy tích phân bên trái thì nó sẽ ra là vì cái chỗ này nè, do hai này bằng nhau đó, thì cái vế trái nó sẽ ra là vế trái nó sẽ là 3 lần tích phân từ 0 đến 1 của fx dx. Còn vế phải các em ra kết quả là bằng 3 luôn đúng không? Vậy thì cái đáp án nó sẽ là nhiêu? Là 1, chính xác rồi. Đâu? Ủa? Ra 1 hả? Ra 1 không có đáp án ta. Cái kết quả em ra 1 là cái kết quả cuối cùng hay là ra cái tích phân bên trái thôi vậy? 1. Để thầy bấm máy tính coi. Tại vì bên vế bên trái nó sẽ ra là 3 lần cái tích phân của fx đó nha. Em có chia xuống cho 3 nha. Kết một, số 1 là kết quả cuối cùng hay là em mới tính cái vế bên phải thôi. Cuối cùng hả? Cuối cùng ra 1 hả? Vậy sẽ bấm này, tích phân, vậy là cái tích phân bên phải của em ra bao nhiêu ta? 18, đáp án lỗi hả? 1. Vậy là thầy quên chia xuống rồi. Vậy thêm đáp án E giúp thầy nhé, ra 1. Rồi. Rồi. Cái câu này thì các em tự chứng minh cho thầy. Đó là cái tích phân đi từ 0 đến 1 với phải 3 đúng không hả? Với phải 3. Vậy là ra 1 đúng không? Em chứng minh cho thầy câu số 19 là chứng minh cho thầy là tích phân đi từ 0 đến 1 0 đến 2 của fx thì nó sẽ bằng với tích phân đi từ 0 cho đến 2 f của 2 trừ x dx nha. Rồi. Cái này dễ dàng á, chứng minh này đi. Thì khi đó là cái lúc này cái vế trái nó sẽ là 3 lần cái tích phân đi từ 0 đến 2 đúng không? Của fx dx. Vế phải nó sẽ là tích phân đi từ 0 đến 2 của x bình phương cộng cho 1 dx. Bấm máy tính giúp thầy một cái, xong rồi sau đó chia ra là xong nha. D đúng không? Rồi, cảm ơn. Rồi, câu này cũng tương tự như thế mà thôi. Câu này chỉ cần tính cái tích phân đi từ cái vế bên trái nó sẽ là 2 lần tích phân, thì các em để ý chỗ này hệ số 1 thì cộng lại nó sẽ ra là 2 thôi. 2 là tích phân đi từ trừ pi chia 2 cho đến là pi chia 2 của fx. Đây là vế bên trái. Vế bên phải nó sẽ là tích phân đi từ trừ pi chia 2 cho đến pi chia 2 căn bậc 2 của 2 cộng với 2 căn bậc 2 cos 2x ha. Thì đây là một cái câu mà năm 2017, và câu này máy tính fx 500 hình như là fx cái này, nói chung là cái này nè. Cái này như bấm máy tính bị lỗi thì phải. Thầy nhớ không nhầm thì năm đó đề cố tình cho một cái câu, đây là một cái câu tích phân có chứa dấu trị tuyệt đối, và nó làm cho cái máy tính này bị lỗi với cái tích phân này. Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ không chống được cái fx 580, do đó bài này vẫn bấm máy tính được. Rồi. Chúng ta cho qua câu số 20 các em nhé. Giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái câu số 21. Bây giờ qua cái nhóm vận dụng các em nhé. Đây. Chúng ta còn 10 câu cuối. 10 câu cuối này sẽ không cần phải làm nhanh đâu. 10 câu cuối này các em làm đúng là mừng lắm rồi. Đây. Câu số 20 là C hả? Thầy không nhớ được cái đáp án. Câu này thầy không nhớ đáp án nha.
Cái bấm máy tính là xong nha, nhưng mà nhớ sử dụng máy tính FX500 thì nhớ là không nhầm là nên sử dụng FX580 hoặc là Vinacon. Em xài 570 hả? 570 thì khả năng có kết quả sai, thầy nhớ không nhầm là không biết sai máy máy nào. Tại vì thật ra bài đó là tích phân chứ dấu tuyệt đối nha. Rồi, bây giờ ta tạm gác qua cái việc máy tính và chuyển qua câu số 21. Câu số 21 là một cái câu mà nó thể hiện được cái vẻ đẹp của tích phân và thể hiện được cái điểm mạnh của việc cái độ nhạy bén trong cái việc tạm gọi tên là cái gì cho hợp lý, đó là việc đổi cận. Thì thường thay đổi đổi biến, nhưng mà thì gọi là đổi cận. Ở đây tích phân đi từ 0 cho đến 1, từ 0 cho đến 2 này. Bài này thì thầy hướng dẫn cho các em hai cách luôn để cho các em có thể hiểu và có thể áp dụng nó trong những trường hợp khác nha. Có những bài chúng ta phải tìm ra cái hàm số thật sự chứ không phải lấy tích phân được. Bây giờ nè, dự đoán nè, cái bậc cao nhất bên đây nè. Để ý là nếu chúng ta làm cách 1 là tìm hàm nha, cách 1 là nếu tìm hàm thì chúng ta phải biết được nó là phải biết được là fx ở dạng nào, phải biết dạng của fx. Nếu mình muốn tìm hàm thì biết dạng của fx cái đã. Thì quan sát bên đây là bậc 8 đúng không? Bậc 8. Bên đây là bậc 8. Ở ngoài này bậc 2 nè. Ở ngoài này bậc 2. Vậy fx nếu mà fx mà bậc 1 á thì bậc cao nhất bên đây sẽ với trái, bậc cao nhất sẽ là bậc 5. Do đó là fx không thể nào bậc 1 được, fx nó phải là bậc 2. Fx nó phải là bậc 2. Tại bậc 2 á, bậc 2 thì mũ 3, mũ 2 nên nó sẽ ra mũ 6. Mũ 6 nhân với mũ 2 là ra 8 là chính xác rồi. Vậy nếu làm cách 1 thì chúng ta sẽ cho fx là fx nó sẽ là nhiêu? A x mũ 2 cộng B x cộng với C và sử dụng phương pháp đồng nhất hệ số. Này thì thầy trong cái các bài giảng trong khoa học thì các em gặp nhiều ha, hệ số. Rồi, cách thứ hai là chúng ta lấy tích phân hai vế. Cái câu số 21 mở đầu cho cái câu mà lấy tích phân, do đó là nó cũng khá là dễ. Chúng ta lấy cái tích phân đi từ 0 cho đến 2 của vế trái thì nó sẽ là tích phân 1/3 tích phân đi từ 0 đến 2 của fx dx cộng với tích phân đi từ 0 đến 2 x. Hình như thầy sai rồi. Từ 0 đến 2 thì thầy này sẽ không thể nào ra được. Từ 0 đến 2 thì này nó sẽ không thể nào ra được rồi đúng không? Từ 0 đến 2 thì thầy này nó sẽ ra là sai rồi. Đấy, bị lừa. Thế là bài này không lấy tích phân đi từ 0 tới 2 được các em. Đấy. Cái câu này là thầy cho luôn á. Nên là nó cần cái sự luyện tập nhiều các em để có cái độ nhạy bén. Ở đây là thầy thử sai nè, tích phân từ 0 đến 2 là sai rồi. Tại vì sao không? Tích phân từ 0 đến 2 thì cái phía sau nó sẽ cái cận nó sẽ không thể nào ra từ 0 đến 2 được. Do đó là mà các em quan sát cái số 3 này nè. Tại sao lại nằm ở dưới mẫu mà nó không phải nằm trên đây cho đẹp ta? Tại x mũ 3 đạo hàm là 3x bình phương. Nên là đầu tiên ta sẽ biến đổi cái từ cái giả thuyết này, từ cái phương trình sau này. Phương trình sau này chúng ta biến đổi theo quy đồng số 3 này cái đã. Quy đồng số 3 này chúng ta sẽ được là fx nha. Nó bằng là 3 fx cộng với 3 x bình phương f của x mũ 3 cộng cho 1. Chỗ này sẽ bằng 3 nhân cho cái vế bên trái các em nhé. Rồi. Tới đây chúng ta sẽ không thể lấy tích phân. Lấy tích phân từ 0 tới 2 là bị lừa ngay, là sai. Chỗ này chúng ta phải lấy tích phân đi từ 0 cho đến 1 các em nhé. Các em sẽ lấy tích phân đi từ 0 cho đến 1 của cái vế bên trái đó thì nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của fx dx cộng với tích phân từ 0 đến 1 của 3x bình phương f của x mũ 3 cộng 1 dx. Rồi, những câu đầu tiên đã xây dựng cho các em cái kỹ năng đổi biến
một bài toán khó thì các em nên biết là không phải cái gì đó nó cao siêu đâu, mà là nó là cái sự thay đổi cái giả thuyết. Cái hay của bài toán là làm sao cái bài toán từ một cái bài toán dễ mà thay đổi cái hình thức thì nó sẽ ra một cái bài toán mà khó nhìn, và cái từ bài toán khó thì lại đưa về cái bài toán dễ, thì như thế nó mới hay chứ không phải là cho trên trời dưới đất. Đây thì xong rồi nhé. Tới đây thì cái em đổi biến nó sẽ ra là tích phân đi từ 0 cho đến chỗ này sẽ ra tích phân đi từ 0 đến 1 của fx. Tích phân từ 0 đến 1 của vế trái nó sẽ bằng tích phân đi từ 0 đến 1 của fx cộng với tích phân đi từ 0 cho từ 1 cho đến 2 của fx dx. Và các em sử dụng cái tính chất của tích phân từ 0 tới 1 cộng từ 1 tới 2 thì sẽ là tích phân đi từ 0 cho đến 2 fx dx. Khi vế trái các em lấy tích phân sao chỉ lấy từ 0 đến 1 hả? Đấy, hồi nãy thầy làm sai nè. Thầy thử sai cho các em thấy nè. Khi các em lấy tích phân từ 0 đến 2 thì cái anh này nó sẽ bị anh này nó sẽ khai ra cái cận nó khác, em đổi biến nó ra cận nó khác. Nó sẽ ra đi từ tích phân đi từ 1 cho đến 9 nữa. Chúng ta sẽ không cộng với tích phân lại được. Lấy từ 0 đến 1 để làm gì biết không? Lấy từ 0 đến 1 để nó tạo ra cái hai tích phân, cái này sử dụng chia cái tích phân á, sử dụng cái phương pháp chia tích phân ra đó, là từ 0 đến 1 thì cái anh phía sau này từ 0 đến 1 là đổi biến cho nè, đổi biến giúp thầy được không? Tự đổi biến được không? Nãy giờ chúng ta đã làm những cái bài dễ rồi. Thì tới đây các em đổi biến, các em đặt t là x mũ 3 cộng 1 nè ha. Thì cái tích phân từ 0 đến 1 của cái phía sau á nó sẽ thành tích phân từ 1 đến 2, các em hiểu không? Và lúc này các em quan sát là từ 0 đến 1 cộng từ 1 đến 2 thì sẽ ra tích phân từ 0 đến 2 fx dx. Thấy chưa? Thì cái vế trái của các em là lúc này nó sẽ ra tích phân từ 0 đến 2. Đấy. Là để tính được cái tích phân từ 0 đến 2 của fx, không phải giống như những bài nãy mà các em lấy trực tiếp cái tích phân luôn mà các em phải đổi tích phân. Rồi, ok, cho qua. Và chốt lại giùm thầy kìa, trung lương ra là 610/3 thì có các em chỉ việc bấm máy tính cái bên kia giùm thầy nha. Nhớ bấm máy tính là tích phân. Nhớ hồi nãy thầy quy động số 3 ở đây nè nha. 3 nhân lên đây nè, do đó là cái số 3 thầy nhân lên á, bài này hay. Ủa các em có nhân số 3 lên không vậy? Đây này, thôi, nói kỹ lại cái nữa. Không có để sai những cái câu như này nè. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Những cái chỗ nào chúng ta không chắc thì chúng ta phải làm kỹ lại. Thầy nói lại thêm lần nữa. Tại các em sau bài giảng các em có thể tua lại. Nói lại lần nữa là các em lấy tích phân đi từ 0 đến 2 là nó sẽ không ra được. Do đó là lấy tích phân từ 0 đến 1. Và các em nhớ là nhân số 3 trên đây thì bên vế bên dấu bằng á, bên đây bên phải dấu bằng á sẽ là 3 lần cái vế trái nha. 3 lần cái vế phải nha. Thì cái kết quả của cái bài toán này đó nó sẽ là tích phân đi từ 0 đến 1 của 3 lần vế phải, và các em bấm máy tính giúp thầy được không? Rồi, tích phân của 3 lần vế phải. Thầy soạn xong mà thầy cũng không lưu lại đáp án. Hay có cái tại vì cái về cái máy tính thầy cũng không đưa gọi là quá giỏi, nên là nhiều khi soạn nếu mà lưu lại đáp án hồi xóa đi rất là lâu nên thầy không lưu lại đáp án luôn. Nhớ các em chỉ cần bấm cho thầy cái tích phân này là xong nha. 3 là cái vế phải là xong nha. 21 là 40 hả? 40 phần mấy? Rồi cảm ơn. À đúng rồi, 40 phần 3. Chỉ có phần 3 thôi mà. Rồi, bây giờ chúng ta qua tiếp một câu rất hay là câu số 22. Câu số 22, cái câu này rất hay các em nhé. Đây, câu này cho thấy một cái thế mạnh của cái việc lấy tích phân. Vẫn như cái bài toán trước đó, cách 1. Nếu mà bí quá thì tìm hàm nha. Nếu mà bí quá thì tìm hàm. Nhưng mà cũng có bài là phải tìm hàm thiệt á. Cách 1 là tìm cái hàm số fx. Và tìm như thế nào? Thì quan sát bậc cao nhất của vế phải. Bậc cao nhất của vế phải là bậc mấy? Bậc 3. Ở đây là bậc mấy? Bậc 1. Vậy là fx nó sẽ có cái dạng là bậc 3 này. Vậy fx nó sẽ có dạng là fx nó sẽ bằng là a x mũ 3 cộng cho b x bình phương cộng cho c x cộng cho d. Rồi, đồng nhất hệ số, và cái này dành cho chúng ta khi nào rảnh rỗi có nhiều thời gian chứ không phải là trong cái bài giảng này các em nhé. Cách 2 là
tạm gọi tên là cái kỹ thuật, tạm gọi tên là kỹ thuật đổi cận. Đây là một cái cách có thể là rất là hay, và tất nhiên là cũng có một cái điều người giải sẽ nói là thế thì anh ra đề thì anh biết cách lấy cận rồi đúng rồi, chứ người ta nhìn vô sẽ làm sao người ta biết lấy cận nào. Thì đúng. Đó là cái câu chuyện không công bằng cho học sinh. Học sinh thì phải là người chấp nhận phải giải thôi, đúng không? Mà khi chúng ta giải nhiều thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái kỹ năng cho cái việc này. Ở đây các em để ý này nha, các em để ý là cái tích phân đi từ 2 cho đến 10. Nếu chúng ta quá nóng nảy chỗ này, chúng ta quất luôn làm sao cho nó ra được cái chúng ta nhẩm làm sao để cho thằng này nó ra từ 2 cho đến 10. Ví dụ cố gắng nhẩm làm sao ra từ 2 đến 10 đúng không? Nhẩm làm ra từ 2 đến 10 trực tiếp luôn á. Thì chỗ này chúng ta lấy tích phân đi từ 2 cho đến 10, thì từ 2 thì theo cái suy nghĩ bình thường sẽ lấy từ 1 cho đến mấy? Từ 1 cho đến là bao nhiêu đây? Từ 2 cho đến 10 thì sẽ lấy từ 1 cho đến là 9 đúng không? Của cái vế bên trái đúng không? Nếu lấy tích phân đi từ 1 đến 9 của vế trái thì điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ ra tích phân đi từ 1 cho đến 10 từ 2 đến 10 của fx cộng với tích phân đi từ 4 cho đến 10 cộng tích phân đi từ 4 cho đến là 12 của fx. Và lúc đó làm sao mà chúng ta tính được? Rất khó không ạ? Cái đổi cận vậy thì do đó bài này chúng ta không nóng nảy được. Để ý 1 và 3 cách nhau, để ý nhé, số 1 và số 3 cách nhau 2 đơn vị. Thì cái cách để các em lấy cái tích phân cho bài này là như sau. Để ý nè, bước 1, nghe cho kỹ nhé. Bước 1 chúng ta sẽ lấy tích phân đi từ 1 cho đến 3 của vế trái mà thôi. Đừng nóng nảy, đừng có cố tạo ra tích phân đi từ 2 đến 10. Sẽ không có thế nào các em, không có cách nào các em tạo ra tích phân đi từ 2 đến 10 trực tiếp được đâu. Nhìn lại, tích phân đi từ 1 đến 3 mà thôi của vế bên trái. Thì lúc này nó sẽ ra tích phân đi từ 1 cho đến 3 f của x cộng 1 cộng với chữ dx. Thôi trắc nghiệm có thể bỏ qua, đừng bắt lỗi chỗ này nhé. Tích phân đi từ 1 cho đến 3 tội thề lắm. Mấy cái này mà đi bắt lỗi thì thôi rồi. X cộng với 3, được chưa? Rồi. Chỗ này nó sẽ ra gì đây? Thì bằng cái việc mà đổi biến, thầy sẽ viết lại luôn là tích phân đi từ 2 cho đến 4 cộng với tích phân đi từ là 4 cho đến 6. Vậy ở bước 1 thầy sẽ được là tích phân đi từ 2 đến 4 cộng từ 4 đến 6 thì sẽ ra tích phân từ 4 đến từ 2 đến 6. Vậy là khi mà thầy lấy tích phân đi từ ở bước số 1 này nè, ghi lại bước 1 lần nữa nhìn cho rõ ha. Bước 1 khi thầy lấy tích phân đi từ 1 cho đến 3 của vế trái đó thì nó sẽ ra là tích phân đi từ 2 đến 6 của fx dx. Và hiển nhiên là tích phân đi từ 2 đến 6 của fx dx này, em nhìn cho kỹ nha, khi em lấy tích phân đi từ 1 đến 3 của vế trái thì các em phải lấy tích phân đi từ 1 đến 3 của vế phải, được chưa? Rồi, chốt lại dòng này giùm thầy nha. Nghe cho kỹ đi, rồi chỗ nào không hiểu thì hỏi lại. Xong được chưa? Rồi, từ 2 đến 6 đúng không? Từ 2 đến 6. Rồi, tiếp theo thầy sẽ lấy tích phân. Em nhìn thấy cái đề không? Rồi, giờ qua bước thứ 2 nha. Bước thứ 2. Tiếp theo thầy sẽ lấy tích phân đi từ 5 cho đến 7 của vế trái. Thì khi các em lấy tích phân đi từ 5 đến 7 của vế trái thì nó sẽ ra tích phân đi từ 5 đến 7 f của x cộng 1 cộng với tích phân đi từ 5 đến 7 f của x cộng 3. Và bằng cái việc đổi biến thì em sẽ viết lại là tích phân đi từ 6 đến 8 cộng với tích phân đi từ 8 đến 10, và nó sẽ ra tích phân đi từ 6 đến 10, được chưa? Chốt lại chúng ta sẽ có được điều gì? Chốt lại chúng ta sẽ có là tích phân đi từ 5 đến 7 của vế trái nó sẽ bằng tích phân đi từ 6 đến 10 của fx dx. Và nó hiển nhiên là em chú ý dòng đầu và dòng cuối, khi em lấy tích phân từ 5 đến 7 của vế trái thì tất nhiên em phải lấy tích phân đi từ 5 đến 7 của vế phải, được chưa?
Tới đây thì các em đã nhận ra vấn đề chưa? Rất tiếc là hôm nay không có cái viết đỏ nên các em nhìn hơi khó đúng không? Nè, nhìn lại cho thầy nè. Tích phân đi từ 2 đến 6 của fx thì nó bằng tích phân từ 1 đến 3 của vế phải. Tích phân đi từ 6 đến 10 của fx thì nó sẽ bằng tích phân đi từ 5 đến 7 của vế phải. Chỗ này là số 1, chỗ này là số 2. Thì em lấy số 1 em cộng với số 2, em sẽ tạo ra được là tích phân đi từ 6, từ 2 đến 6 fx cộng với tích phân đi từ 6 đến 10 của fx, nó sẽ bằng tích phân đi từ 1 đến 3 của vế phải cộng với tích phân đi từ 5 đến 7 của vế phải. Và các em bấm máy cái này nhé. Bấm máy cái này. Được chưa? Và anh này chính là tích phân, em còn tính mà. Anh này chính là tích phân từ 2 đến 10. Được chưa? Đây là cái bài phân tích cho các em hiểu thôi. Chứ còn nếu mà trắc nghiệm thì nhìn vô bấm máy tính cái vèo là ra rồi nhé. Thật ra nhìn vô bấm máy tính là cái tích phân từ 1 đến 3 và tích phân từ 5 đến 7 của vế phải á. Đó là dành cho cái trường hợp mà chúng ta đã luyện tập nhiều và chúng ta làm nhanh đó, chứ phải là ngồi viết dài dòng này. Dài dòng này là để giải thích cho các em hiểu kỹ nha. Rồi, đây là một cái kỹ thuật lấy tích phân hay là kỹ thuật đổi cận, có thể nói rất là tuyệt vời. Xong chưa? Nếu hiểu thì ghi chữ OK cái đi rồi cho qua. Câu tiếp theo nhé. Câu số 24. Rồi, qua câu số 24. một một bảy hai rồi, ok, tốt. Chúng ta qua tiếp câu số 20. Thầy sẽ làm lại cái những cái bài giảng, nếu mà trong trường hợp các em chưa hiểu thì thầy sẽ làm lại thêm một cái video đăng trong cái khóa học em nhé. Câu số 23. Câu số 23 này thì nhẹ nhàng rồi. Câu số 23 này là kết hợp giữa cái việc đổi biến với từng phần thôi, không có gì hết. Thầy sửa câu số 23 nhé. 1172 nha. Thầy sẽ tin tưởng em nha. Vậy số 4 này sửa lên số 2 giúp thầy nha. Tại có khi thầy bấm máy tính, lúc thầy soạn thầy bấm máy tính, thầy thì không thích lắm cái việc cầm cái máy tính. Thầy thao tác trên máy tính của thầy bây giờ nó không được nhanh như ngày xưa nữa. Máy tính cầm tay, còn trên máy laptop thì nó đỡ hơn tí. Chúng ta qua tiếp câu số 23. Số 4 này ha, đúng không? Bỏ đi ha, rồi số 2. Cái câu này thì nhìn vào đây chúng ta thấy ngay là đổi biến rồi. Xử lý cái anh Y1 này trước đi. Thầy đặt anh này là Y1 nha. Thì đang xử lý cái Y1 á. Đang xử lý Y1 nha. Y1 á thì câu trả lời là các em sẽ đặt T bằng là căn bậc 3 của X cộng 1. Và đừng vội lấy vi phân. Trong trường hợp gặp căn á thì đúng rồi, vậy là thầy bấm máy sai. Thì sửa lại như này. Cảm ơn Huy nhé. Cho nên T mũ 3 nó sẽ bằng là X cộng 1. Em được là 3T bình phương DT nó bằng là DX nha. Và các em cần thế vào chỗ nào nữa hả? Chỗ này chữ X nè. Chỗ này thì em sẽ suy ra là chữ X nó sẽ bằng là T mũ 3 trừ cho 1. Rồi thực hiện đổi cận gì đó. Thì lúc này cái Y1 chúng ta sẽ được viết lại là trừ 1 thế vô xe là 0, 7 thế vô đây là cộng 1 là 8, K3 của 8 là 2 đúng không? 2 X, cái chữ X thì sẽ thế bằng là, chữ X thì thế bằng là T mũ 3 trừ đi cho 1 F của T. DX lúc này thì thế là 3T bình phương DT. Và để cho kết quả này bằng 8, được chưa? Tới đây thì em nhân phân phối cái này vào đây, nhân phân phối cái 3T bình phương này vào đây.
thì em sẽ được là tích phân đi từ 0 đến 2 của 3t mũ 5 trừ cho 3t bình phương ft dt bằng 8 nha. Các em này để ý cái thầy nói là cái phần tích phân này nó không cần quá nhiều về lý thuyết giống như những chương khác. Có những chương nó nặng về lý thuyết lắm nha, nhưng khảo sát hàm số đòi hỏi các em phải hiểu kỹ về lý thuyết. Nhưng mà này nó cần nhiều về kỹ năng tính toán, kỹ năng làm bài tập, kỹ năng biến đổi hơn. Nói thử kỹ năng biến đổi và tính toán thì nghe cho nó hay tí. Chứ thật ra là những cái này ấy, chẳng khác nào một người ra đề giấu và cười giải. Thôi chúng ta phải chấp nhận điều này nha. Tiếp, quay trở lại đây, điều thầy muốn nói đây là gì? Các em để ý cái số 3 x mũ 5 fx ở đây nhé. Và ở đây khi các em nhân vào, em tách ra thành hai cái tích phân giúp thầy cái, thì nó sẽ ra là tích phân đi từ 0 đến 2 của 3t mũ 5 ft dt trừ cho tích phân đi từ 0 đến 2 3t bình phương ft dt bằng 8. Và anh này thầy sẽ viết lại là tích phân từ 0 đến 2 của 3t mũ 5 ft dt thì nó sẽ bằng là 8 cộng với tích phân từ 0 cho đến 2 của 3t bình phương ft dt. Được. Thì bây giờ thầy đã xử lý xong cái y1 và cái y2, thằng này là y2. Thì cái tích phân cái mình cần tính, cái kết quả mình cần trả lời cho người ta là y2. Đây, em thấy cái y2 chưa? Thì cái y2 lúc này chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Là tích phân đi từ 0 cho đến này, chỗ này từ 0 đến 2 thì chỗ này thì tách ra cho em dễ nhìn nhé. Từ 0 đến 2 thì sẽ là tích phân từ 0 đến 2 của x mũ 3 f'(x) dx cộng với tích phân đi từ 0 đến 2 của 3x tách ra rồi lại nhóm vào. chỗ này là f(x) dx nha. Nếu mà thấy phức tạp quá với bài này thì các em có thể từng phần bình thường cũng được. Thầy đang tạo ra, thật ra từng phần nó sẽ tự nhiên hơn cho các em dễ hiểu hơn. Nhưng mà này thầy sẽ đưa về cái đạo hàm của một tích luôn. Cái chỗ mà tích phân từ 0 đến 2 của 3 x mũ 5 fx đi chỗ này nè. Thì bây giờ thầy sẽ thế bằng gì? Đây, y2 thầy sẽ viết lại nhé. Tích phân từ 0 cho đến 2 x mũ 3 fx dx cộng với tích phân từ 0 đến 2 của 3 t mũ 5 này đúng không? Thì thế bằng là gì? Tích phân từ 0 đến 2 của 3 x bình fx dx cộng với 8 được không các em? Em phải có giấy viết để mới theo dõi được, mới hiểu được. Tại vì thì trong cái lúc mà thầy viết đi viết lại thì các em sẽ không thấy được từ đâu xuất phát từ đây ra đây. Hai cái tích phân này các em nhóm lại. Hai tích phân này các em nhóm lại là sẽ tích phân từ 0 đến 2 của x mũ 3 fx. Cái sự viết ở đây là do vì phải viết kỹ ra nên nhìn nó dài. Đấy. Tới đây thì các em quan sát là cái biểu thức này nó sẽ là đạo hàm của một tích các em á. Cái y2 chỗ này tích phân từ 0 đến 2. Chỗ này x mũ 3. Chỗ này f', đề cho f'. F'x. Chỗ này 3x bình phương chính là x mũ 3 phẩy fx dx cộng cho 8 đây nha. Thì các em quan sát bên trong nó là đạo hàm của một tích nha. Thì này chính là tích phân từ 0 đến 2 của x mũ 3 nhân cho fx tất cả phẩy dx cộng với 8. Thì anh này nó sẽ là x mũ 3, nguyên hàm của này chính là x mũ 3 fx thôi, đúng không? Cần đi từ 0 đến 2 cộng với 8. Rồi, thì em chỉ việc thế cận trên vào là 8 nhân với f của 2 trừ cho 0 cộng với 8 để cho f của 2 là bằng 3, f của 2 bằng 3, 24, 24 cộng với 8 là 32. Rồi, các em nhé. Rồi ra kết quả là chốt lại, kết quả là 32. Rồi. Chỗ nào không hiểu thì cứ nói thầy sẽ dịch lại dạng này nhé.
Chúng ta qua tiếp câu số câu từ 0 tới 2. Cộng 16 hả? Ủa sao cộng 16? Cộng 8 mà Huy. Chỗ này ra 8 mà. Rồi. Bây giờ chúng ta qua tiếp cái câu thứ 24. Câu số 24 này là cái câu trong cái đề thi trung học phổ thông. Và câu này được xếp ở nhóm vận dụng. Nó có thể được xem là vận dụng hoặc là vận dụng cao, tùy thôi. Không thể nào đòi hỏi hơn được nữa đâu. Tích phân thì cho mức độ này là hợp lý đó. Câu này khá là nhẹ nhàng này ha. Nhìn vào đây là bài này rõ ràng là ta sẽ thấy cái F phẩy là chúng ta sẽ đổi biến rồi. Nhưng mà do có dạng FU nữa cái F phẩy là chúng ta từng phần ha. Chỗ này chúng ta sẽ từng phần rồi. Thấy chữ F phẩy là chúng ta biết cái từng phần rồi. Còn chỗ này chúng ta sẽ là đổi biến đó. Đổi biến là ra thôi, đúng không? Câu này thầy nghĩ là thầy để dành cho các em làm xem như một cái bài tập nha. Minh Họa 2019 hả? Không, nhầm. Đây là Minh Họa 2018 mới đúng. Thì đây là một cái câu mà nhiều người phải sử dụng cả bắt đoán thức gì đó cho nó nhanh, vân vân. Tá lả. Thật ra có thể chúng ta không dùng bắt đoán thức cũng được. Đối với câu này, đây là bắt đoán thức Honda trên chương trình đại học. Nhưng mà thực chất thì chúng ta vẫn có thể sử dụng kiến thức giải phổ thông. Một cái hay trong cái đề thi trung học phổ thông đó là hoàn toàn các tất cả các đề thi chính thức nha, chỉ sử dụng kiến thức trong chương trình phổ thông vẫn giải tốt nha, vẫn giải tốt, giải nhanh đó. Không cần sử dụng kiến thức trong chương trình đại học đâu. Do đó chúng ta phải có cái hướng học làm sao cho nó hợp lý, đừng có đi quá xa. Quay trở lại bài toán này, cái anh tích phân từ 0 đến 1 của f phẩy x bình phương bằng 7. Chỗ này chúng ta sẽ có hai, ở đây có ba cách để làm. Cách một là sử dụng bắt đoán thức gì đó, bắt đoán thức tích phân. Cách hai là chúng ta sử dụng theo cách phổ thông này trên đại học nha. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng cái hằng đoán thức, đưa vào hằng đoán thức. Và cách số ba cách này là phải tạm gọi là sao, thầy thì không thích dùng từ này nhưng mà phải dùng thôi để tránh trường hợp các em hiểu nhầm. Thực ra nó không phải là mẹo lắm đâu nha, nhưng mà thầy dùng từ này để tránh trường hợp các em hiểu nhầm cho cái thế này là sẽ tạo ra cách này. Thầy sẽ trình bày trong cái khuôn khổ bài giảng này, thầy sẽ trình bày cho các em cách số 3 để cho nó tiết kiệm thời gian. Sẽ tạo ra một cái lượng bằng không. Tuy nhiên cách này tí nữa thầy sẽ giải thích tránh trường hợp các em hiểu nhầm, tức là thế này. Các em cần phải hiểu chỗ này nhé, phải hiểu cho thầy là tích phân đi từ A đến B của Fx Dx bằng 0 suy ra Fx bằng 0 là một điều chưa chính xác nè, có thể sai nè, không có cái điều này đâu. Cái này không có nha, cái này là không có nha. Do đó là khi thầy sử dụng cái cách này thì nó sẽ, tại vì cách này nó sẽ đá động tới cái này. Mà cái này thì là cái điều nó sẽ không đúng trong trường hợp tổng quát. Rồi, để không mất thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu giải câu này như sau. Câu này thì các em sẽ xử lý từ cái anh tích phân đi từ 0 đến 1 của x bình phương fx. Anh này trước, anh này từng phần, tại anh phía trước là f'x nè. Thì bài này chúng ta phải từng phần, chúng ta đặt u bằng là, xử lý anh y 1 này nhé. Đặt u bằng là fx và dv bằng là x bình phương. Từ đây thì các em sẽ được du bằng f'x dx và v bằng x mũ 3 chia cho 3. Thì y1 sẽ được viết lại là x mũ 3 chia cho 3 nhân cho fx cận đi từ 0 đến 1 trừ cho tích phân đi từ 0 đến 1 của x mũ 3 chia 3 f'x dx. Và kết quả này để cho bằng 1 phần 3 đúng không? Xong nhé, viết lại. Rồi, chỗ này tương đương thế số 1 này vào là sẽ được 1 phần 3 nhân F1 trừ số 0 khỏi thế nha. Rồi trừ cho tích phân đi từ 0 đến 1, 1 phần 3 đem ngoài đi,
x mũ 3 nhân cho f phẩy x dx bằng là 1/3. Đâu rồi? Để cho f1 bằng 0 kìa. F1 bằng 0 vậy anh này bằng 0 luôn. Từ đây các em sẽ suy ra được là gì đây? Từ đây các em sẽ suy được là tích phân đi từ 0 đến 1 của x mũ 3 nhân cho f phẩy x dx là bằng bao nhiêu? Trừ 1, đúng không? Rồi. Chốt lại toàn bộ cái y1 chỉ để cho các em cái gì thôi? Thằng này để cho gì? Thằng này để cho các em được là tích phân đi từ 0 cho đến 1 của x mũ 3 f phẩy x dx bằng trừ 1. Đấy. Chốt lại, cái thằng này chỉ để cho này thôi phải không? Rồi, giờ cho cái này nữa mình sẽ sử dụng sao? Cái này nha. Mà cái tích phân đi từ 0 đến 1 của f phẩy x tất cả bình phương chỗ này bằng là 7. Thì các em sẽ tạo ra cái số 0 chỗ này, tạo ra cái tích phân bằng 0, tạo ra tích phân của một cái hàm gx nào đó bằng 0. Rất dễ. Nhân 7 2 vế. Chỗ này nhân 7. Này nhân 7 vào, nhân 7 vào đây nhé, nhân 7 vào đây. Tại sao nhân 7? Để cho này ra trừ 7 cộng lại cho nó ra bằng 0 thôi chứ gì nha. Nhân 7 vào. Tiếp là hai cái viết nó cùng màu với nhau. Này nhân 7 đây nha, nhân 7 đây, nhân 7 rồi. À, chỗ này lại bị cái điện thoại bị lắc. Nhân 7 vào đây thì chỗ này các em nhân 7 bên đây là chỗ này sẽ ra trừ 7 nha. Rồi, thì các em cộng lại. Các em lấy dấu cộng nè, đặt dấu cộng này, cộng theo vế lại. Thì các em sẽ được là tích phân từ 0 đến 1 f phẩy của x. Ok, tí nữa thầy xong thầy sẽ share lại trong cái nhóm học tập của mình. F phẩy x bình phương cộng với x mũ 3. Rồi rồi được. X mũ 3 nhân cho f phẩy x dx chỗ này bằng 0 các em nhé, cộng lại cho nên ra bằng 0. Trừ 7 cộng 7 ra bằng 0, được không? Rồi tới đây thì các em tích phân từ 0 đến 1, các em đặt f phẩy x ra làm nhân tử chung. Đây được f phẩy x cộng với x mũ 3 dx chỗ này bằng 0. Rồi. À, khẳng định lại. Đây chỉ là cái điều suy ra không chắc chắn là sẽ đúng trong tất cả những trường hợp. Tuy nhiên, có thể lựa chọn nó trong bài toán này để giải. Cái tích phân này bằng 0 không hẳn là hàm số bên trong này bằng 0. Đây tạm gọi là cái mèo thôi nha. Do chúng ta thấy là cái tích phân của từ 0 tới 1 của f(x) này nó khác 0 rồi, nên chúng ta không thể nào suy ra này bằng 0 được. Đây. Cái tích phân đi từ 0 đến 1 của f(x) này nó bằng 7. Thì làm sao mà suy được cái hàm f(x) này bằng 0 được? Do đó chúng ta chỉ có thể suy được là f(x) cộng với chỗ này x mũ 3 bằng 0 mà thôi, được chưa? Và chú ý là hết sức cẩn thận khi dùng phương pháp này nhé. Đây là khẳng định lại, đây là mẹo thôi, không phải là một cái kiến thức. Tuy nhiên áp dụng nó sẽ giúp cho học sinh giải nhanh trong bài toán này và dễ hiểu, tránh trường hợp áp dụng cái kết quả này cho tất cả những cái bài toán khác nha chứ. À, nghe cho kỹ nhé. Có nghĩa là các em sẽ không có cái kết quả này, thầy sợ nhiều khi các em hiểu nhầm, không có cái kết quả là tích phân này thì không tới đây thì suy ra này bằng không đâu. Nhưng trong trường hợp những dạng toán này thì làm tốt, nên thầy sẽ chọn nó để làm cho các em nhanh gọn thôi. Thế là từ đây hình như là thầy đúng rồi không? Không phải, kể cả dấu suy ra cũng sai nữa. Nói chung là tương đương hay suy ra gì chỗ này đều là không chính xác hết. Tức là chúng ta không có cái dấu suy ra luôn á. Không có cái dấu suy ra chứ không có tương đương gì hết. Tại vì cái hàm fx, tức là một cái hàm fx nó khác không thì tích phân của nó vẫn có thể bằng không được nha, chứ không phải là không có dấu suy ra luôn. Chúng ta không có cái dấu này luôn. Tuy nhiên áp dụng nó trong trường hợp này thì được. Tức là trong những dạng toán như này chúng ta phải dùng mẹo thôi. Không có dấu suy ra luôn, đây nè, chỗ này thầy đâu có dấu suy ra. Rồi. Tới đây thì xem như xong rồi. Tới đây thì được f(x) nó bằng là trừ x mũ 4 trừ x mũ 3. Thì chúng ta sẽ tìm được f(x) rồi. Vậy là f(x) nó sẽ có dạng là
trừ x mũ 4 chia 4 cộng c thôi, xong nhé. Tại vì fx là cái chúng ta cần tính là gì? Tích phân từ 0 đến 1 của fx dx. Nhưng mà chúng ta đã tìm được đề bài cho f1 bằng 0 rồi thì chúng ta sẽ tính được thằng c thôi. Bây giờ là fx chúng ta đã tìm được là trừ x mũ 4 chia 4 cộng với c kết hợp với f1 bằng 0 thì tìm được c nên xong các em nhé. Được không ạ? À? Thầy cho qua bài này được chưa? Tại vì chúng ta còn cũng giờ này cũng khá trễ rồi. Chúng ta sẽ thầy sẽ ghi cái hướng dẫn thôi, cho tiết kiệm thời gian nha. Câu số 26 thầy đã hướng dẫn trong cái video trước đó rồi. Câu số 27 là một cái dạng là phương trình hàm, đây tạm gọi là phương trình hàm. Câu này á, như đã khẳng định hồi nãy nha, không phải lúc nào chúng ta cũng lấy tốt tích phân hai vế được đâu. Tức là hồi nãy có một cái câu mà có hai câu ở trên á, các em lấy tích phân nó rất là đẹp. Tức là lấy tích phân hai vế đây, quay trở lại câu số 22 nè, chúng ta lấy tích phân hai vế nó rất là đẹp đúng không? Tuy nhiên là cũng có những bài toán chúng ta buộc phải tìm ra cái hàm. Bài này chúng ta phải tìm ra cái hàm fx chứ chúng ta không lấy tích phân hai vế được đâu. Vì nó cho thêm cái giả thuyết f0 bằng 2 nữa. Như bài này không khó để thầy có thể chọn được hàm fx. Bên trong này bậc 1, bên trong này bậc 1, ở ngoài này bậc 3, fx bậc mấy? Đón xem fx bậc mấy. Em đón xem fx bậc mấy. Fx bậc mấy được? Chỗ này rõ ràng là fx là chỗ này rõ ràng là cái con số 27 này rõ ràng chúng ta sẽ đón thêm fx là bậc 3. Và để ý là bên ngoài là nó khuyết đi x bình nè. Và f của 0 bằng 2. Do đó là thầy mạnh dạn bậc 2 á, mát bậc 2 là sai rồi. Bậc 2 là sao mà ra được? Khi bậc 2 mình thế vào, ví dụ fx là bậc 2 là sai. Bậc 3 mới đúng. Thử đi thầy sẽ thấy nha. Ở đây thầy sẽ mạnh dạn là quốc luôn là thằng fx là gì đây? Là fx nó sẽ có dạng luôn là a x mũ 3 cộng cho bx cộng cho 2. Tại sao chỗ này cộng 2 nè? Cái việc chọn như thế này nó sẽ rút ngắn thời gian cho các em lắm, cần phải khéo léo trong việc chọn như thế này cho nhanh nha. À. Tại sao thầy không lấy là a x mũ 3 cộng cho b x bình phương cộng cho c x cộng cho d cho nó đầy đủ, mà thầy chỉ lấy là a x mũ 3 cộng b x cộng 2 thôi. Đây. Chỗ này nè. Này, nhìn bên đây nè, thấy không? Nó chỉ có bậc 3, bậc 1 và cho thêm f0 bằng 2 nữa. Do đó là cái số cuối này bằng 2 rồi, đúng không? Đấy. Rồi tới đây thì thế vô là f của 4x, sử dụng phương trình đó là tìm ra a, b là xong nha. Rồi. Làm đi rồi cho thầy kết quả. Câu số 28. Câu số 28 là cái chỗ này là x mũ 3 cộng cho 1. Đây là một cái kỹ thuật lấy cái tìm hàm cũng được. Chỗ này rõ ràng là bên đây là bậc 6 thì này bậc 3 thì fx nó sẽ là bậc 2 thôi. Bài này chúng ta có thể là làm như sau. Chúng ta sẽ để lấy cái này thì chúng ta nhân thêm 3 x bình phương. Chỗ này sẽ được là f x mũ 3 cộng cho 1 bằng x mũ 3 nhân với 3 x bình phương nhân với vế phải nha. Tích phân đi từ 1 đến 2 thì chỗ này chúng ta sẽ lấy tích phân đi từ 0 cho đến 1 của vế trái thì nó sẽ bằng tích phân đi từ 0 đến 1 của vế phải và nó sẽ ra kết quả cần tính các em nhé. Câu số 28. Câu số 29. Câu số 29 là một cái câu mà đổi biến và kết hợp đổi biến và từng phần thôi. Câu này không có gì. Câu số 30 thầy sẽ câu số 30 là một cái câu mở đầu cho cái phương trình vi phân. Phương trình vi phân này đáng lẽ trên chương trình đại học mà chúng ta sẽ học ở buổi sau, không phải là buổi này. Đây là cái câu để chúng ta sẽ hứa hẹn cho cái buổi sau. Tuy nhiên là trong bài giảng này thầy sẽ làm nhanh như sau. Tuy nhiên là các em những cái khóa trước thì thầy sẽ giảng kỹ từng dạng của phương trình vi phân và cũng sẽ giảng kỹ cho các em trong các khóa học ở cái bài giảng sau. Ở đây chỉ là một cái
thầy sẽ hướng dẫn cách giải cho bài toán này thôi, chứ nó không phải là một cái, thầy không phải tổng quát cái giải toán nha. Từ cái phương trình này thì thầy chia xuống cho x, thầy chia xuống cho x với lại x bình phương cộng 1 thế này không? Chỗ này thầy sẽ đưa được là f phẩy x này. Chia xuống cho này trước nè. Cộng với 1 chia cho x, x cộng 1 fx. Chỗ này khi mình chia xuống chỗ này sẽ ra là gì? Các em chia xuống thì đưa nó về phương trình vi phân, đưa về phương trình vi phân tổng quát. Tuy nhiên là thầy đang muốn nhẩm luôn ra cho nó ra kết quả cho nó nhanh, khỏi đưa về phương trình vi phân. Rồi. Đúng chưa? Chia cho x cộng 1, chỗ này sẽ ra là gì đây? X cộng 1, x cộng 1, đây là 1 rồi. Rồi. Nhân vô cho x, x cộng 1 ha. Rồi. Đây là thầy đang đưa nó về đúng dạng phương trình vi phân luôn. Chứ còn chúng ta ngồi nhẩm để tạo ra một cái đạo hàm của vế trái. Chứ là x x cộng 1, đây là đúng là dạng phương trình vi phân nè. Đấy. Được chưa? Xong rồi tới đây chúng ta sẽ nhân cho e mũ. Nhân cho e mũ x hai vế vào. Thầy đang muốn nhẩm cho nó ra luôn cái mình nhân cho x vào đi. F(x). Đợi thầy tí xíu nha. Rồi. Thầy đang nhẩm cho nó ra luôn. Thì phương trình vi phân thì bữa sau tính. Tới đây là nó là đúng dạng phương trình vi phân luôn nè. Phương trình vi phân tuyến tính bậc 1 nha. Nhưng mà phương trình vi phân tuyến tính bậc 1 thì thầy sẽ giảng trong buổi sau. Bài này thầy đang nhẩm để tạo ra luôn, chỉ cho các em cách để em nhẩm để tạo ra luôn cái u nhân với v tất cả phẩy thôi chứ không gì. Nhưng chỗ này thì nó đạo hàm rồi, nên cái phía trước này thầy sẽ chia xuống cho x cộng 1 tất cả bình phương đi. Chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. Để không đá động gì đến phương trình vi phân thôi chứ không gì. Chia cho x cộng 1 tất cả bình phương thì chỗ này nó sẽ ra là x nè, chia cho x cộng 1 nè, nhân cho f phẩy x nè. Rồi cộng cho 1 phần x cộng 1 tất cả bình phương nhân với fx. Này chia x cộng 1 bình phương thì sẽ còn là x chia cho x cộng 1. Rồi, tới đây, được chưa? Là chia cho x cộng 1 tất cả bình phương hai vế. Thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. Thì đang là nhẩm mà, chứ đâu phải giải theo cái cách của phương trình vi phân. Bài này nó có cách giải tổng quát, nhưng mà sẽ không phải là trong bài giảng này. Rồi. Tới đây thì các em sẽ quan sát, em thấy vế trái là đạo hàm của một tích ngay lập tức thôi. Ở đây sẽ là x chia cho x cộng 1 nhân với fx. Tất cả đạo hàm nó sẽ bằng là
x chia x cộng 1, được chưa? Và tới đây thì các em lấy tích phân hai vế giúp thầy được ha. Được không? Tới đây các em lấy đang cần tính là đi từ 1 đến 2 đúng không? Thì các em lấy tích phân đi từ 1 đến 2, hai vế là xong nha. Rồi. Thầy sẽ dừng lại cái bài giảng của hôm nay và cái buổi học cái phương trình vi tích phân chưa biến và bắt đầu thức tích phân và tích phân chẵn lẻ nha. Phương trình vi phân sẽ học ở cái buổi tiếp theo và sẽ đầy đủ phương trình vi phân tuyến tích cấp 1 bậc 2. Thầy sẽ dừng lại bài giảng của ngày hôm nay. Các em đã hôm nay đã học rất là tốt, rất là nhiệt tình. Chào tạm biệt tất cả các em, chúc các em có một cái buổi tối học bài hiệu quả. Hẹn gặp lại vào cái bài giảng tiếp theo.